Lộc Nguyễn xin chào tất cả quý chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang chung nhà của chú Nhẫn nha quý anh chị. Dạ, con nhà chào chú Nhẫn. Rồi, chào Thì con. hôm nay con cũng rất là vui khi được sự tin tưởng của chú và chú gọi cho con thì con cũng cũng sắp xếp nhanh đi xuống đây gặp chú để review căn này gửi đến cho quý anh chị và cô bác đang cần tìm kiếm nhà giá rẻ. Thì con hỏi chú vài câu nha. Hỏi con Sao chú bán căn nhà này chú? à, chú hai ba căn nhà lại mà tính bán căn này về ở chung với mấy đứa cháu mấy đứa con ở trong căn kia Dạ. à, Chú hôm nay nhiêu tuổi rồi? à chú 65 Chú 65 hả? ừ. Dạ. Đó thì chú Nhẫn bán căn nhà này để về ở với con cháu quý anh chị. Đó thì cho con hỏi là cái khu dân cư này mình sống như thế nào chứ? Đây an ninh lắm con, đây cũng gần trường học rồi gần chợ Dạ. rồi gần bến phà gần cầu rồi không có ngập nước mà khu phố an ninh lắm, Dạ. xe cộ về dựng ngoài đường không à, chứ ít có đem vô nhà đó. Dạ. Đó thì Lộc thấy những cái chia sẻ của chú là rất là cần cho một cái căn nhà phố nha quý anh chị. Và căn nhà này thì một chút xíu nữa Lộc sẽ review đi quay chi tiết cận cảnh cho quý anh chị ha. Lời nói đầu tiên cho Lộc Nguyễn xin kính chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay tiếp tục những cái giải series nhà đẹp mà giá rẻ thì hôm nay là một cái căn nhà cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị, nằm trong một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất rồi. Cái khu dân cư này á là nhà sống san sát nhau rất là vui nha quý anh chị. Căn nhà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á, có diện tích là ngang á, là 4,5 m, sâu vào á, quý anh chị là 9 m nha. Đây đây là căn nhà của chú Nhẫn nha quý anh chị, một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Thì chú Nhẫn cũng vừa vừa mới về đây tầm khoảng có 2-3 tháng rồi quý anh chị, nhưng mà là do chú có việc gia đình muốn về ở với con cháu á, có chú có tới 2-3 căn nhà lận nên chú muốn bán căn này ha, giống như đầu video Lộc đã phỏng vấn chú Nhẫn rồi. Thì đặc biệt á quý anh chị, căn nhà này có một cái điểm đặc biệt là có một cái khoảng sân hông, đây sân hông khá là dài nha, dài 9 mét luôn. Thì cái khoảng sân này quý anh chị có thể là để xe máy tầm khoảng 3-4 chiếc nha quý anh chị, tầm ba bốn chiếc xe máy luôn. Và tường rào ở trong đây á, thì đã khùm bao lại hết rồi nên Lộc thấy khá là kiên cố, chống trộm khá là tốt ha. Ở đây có cái cửa cổng cho quý anh chị luôn nè, đó chúng ta dẫn xe vào đây thì chúng ta đóng cái cửa này lại cũng rất là an toàn nha quý anh chị. Rồi tiếp tục thì chúng ta đi vào bên trong nhà để tham quan ha. Cái sàn nhà thì nó sẽ cao hơn cái đường phía trước nha quý anh chị, và đường phía trước chúng ta đã ốp gạch cho quý anh chị luôn rồi nên nó rất là sạch sẽ ha. Đặc biệt là nhà chúng ta là sát bên chợ luôn, chợ là ngay của trung tâm thị trấn của Cần Giuộc. Trung tâm của thị trấn thì có công viên nè, có bệnh viện, có đầy đủ tất cả các tiện ích cho quý anh chị ha. Đặc biệt là có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ cho quý anh chị có thể là chọn cái vị trí căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp cho con em chúng ta học hành ở đây thì cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Đây là cái khoảng không gian phòng phòng khách khá là thông thoáng luôn nha quý anh chị. Bên tay phải có khoảng không gian cửa sổ nè để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng, làm cho cái căn nhà chúng ta lúc nào cũng thông thoáng và mát mẻ ha. Ở đây thì nhà chú khá là gọn gàng. Bên tay trái thì chú để một cái bộ ghế sofa nè, bên tay phải thì chú thích nằm võng nên chú để võng ha. Ở bên tay trái là trên trần là trần dịch cấp đó, có hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phòng khách của chúng ta. Kèm theo đó là hai bên tường đã lắp sẵn cho quý anh chị những cái đèn tiếp hai rồi nên nó khá là sáng nha quý anh chị. Nhà chúng ta thì có sổ hồng riêng rồi nên quý anh chị về căn nhà này thì chúng ta đi công chứng liền được nha. Và chúng ta hãy là cầm sổ ngân hàng sẽ hỗ trợ cho chúng ta vay á tầm khoảng 400 đến 500 triệu luôn. Đây tiếp theo thì sẽ đến cái khu vực phòng vệ sinh nè. Phòng vệ sinh thì mình tiết kiệm diện tích ở dưới khu vực cầu thang nè, tường thì đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1,6 m cho quý anh chị ha. Lavabo, bồn cầu và vòi sen, những cái thiết bị rất là cao cấp đã được lắp sẵn sàng cho quý anh chị sử dụng rồi ha. Vì là kiểu căn góc của quý anh chị nên cái khoảng bếp á, phía sau rất là thông thoáng luôn, có một cái khung cửa lùa phía sau nè. Đó, buổi tối chúng ta đóng lại thì rất là an toàn ha. Đó.
Nhờ camera quay khúc khoảng không gian này, nhìn lên khúc trước. Đó, những quý anh chị nào mà thích trồng cây nè, trồng rau nè, hoặc là rau sạch đó quý anh chị, chúng ta có thể để những cái thùng mót ở khu vực này để chúng ta trồng ha. Rồi, tủ bếp trên và tủ bếp dưới đã lắp sẵn cho quý anh chị luôn rồi, khá là ngăn nắp. Rất là nhiều tủ cho chúng ta đựng đồ nha. Nước ở đây chúng ta xài là nước máy. Nước máy của công ty nước Hà Lan là nước sạch nha quý anh chị. Nước sạch nên quý anh chị an tâm khi mà sử dụng cái nguồn nước ở đây. Đó. Nói chung là về căn nhà này thì chúng ta có thể thiết kế theo những cái khu vực nội thất mà chú Nhẫn đang để nè. Bên tay trái là khu vực máy giặt, ổ cắm điện phía trên. Đó, tủ thì chúng ta để theo cái tùy theo ý thích của mỗi gia chủ thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lên trên lầu để tham quan cái căn phòng ngủ phía trên nha. Các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên đó quý anh chị đã được ốp lát từ mặt trước đến mặt trên ha, những cái đáo hoa cương nè, nên quý anh chị đi sẽ rất là mát chân cũng như là sạch sẽ nha quý anh chị. Tay vịn được thiết kế bằng gỗ căm xe nha quý anh chị. Ở trên lầu 1 á thì có một cái khoảng không gian khá là rộng nè quý anh chị, có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì căn phòng ngủ này Lộc thấy nó rộng tầm khoảng 20 mét vuông nha quý anh chị, đặc biệt là có một cái cửa sổ phía bên tay trái Lộc nè, để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió, làm cho không khí căn phòng của chúng ta lúc nào nó cũng đối lưu nên nó cũng sẽ rất là thoáng mát nha quý anh chị. Căn nhà này thì Lộc thấy rất là thích hợp cho những gia đình có 2 đến 4 thành viên, chúng ta ở cái nhà này thì rất là phù hợp luôn, hai vợ chồng hai đứa con ha quý anh chị ha. Tường trong phòng vệ sinh đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1,6 m cho quý anh chị nè, lavabo, vòi sen, bồn cầu, những thiết bị rất là cao cấp đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh Nhà đất Lộc Nguyễn cũng như là share cái video này cho đến người thân bạn bè mình đang có nhu cầu mua nhà giá rẻ thì căn này rất là phù hợp luôn nha quý anh chị. Căn nhà chúng ta chỉ có mức giá chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi, thì đi xuống tầng trệt Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý anh chị ha. Và đây là cái khoảng ban công phía trước nhà chúng ta nè. Với khoảng ban công này thì chúng ta tận dụng để chúng ta phơi quần áo ha. Phía trước ban công này thì chủ nhà cũng rất là chu đáo, làm sẵn cho quý anh chị một cái mái che ra luôn rồi, nên nước nó sẽ không tạt vào nhà chúng ta khi mưa ha quý anh chị. Khu dân cư sống đông đúc và san sát nhau rồi quý anh chị. Và căn nhà này thì chúng ta sẽ rất là vui ha. Đặc biệt là nhà chúng ta gần trường học nè, gần công viên nè, rồi gần tất cả những cái tiện ích cho quý anh chị sử dụng, khu vui chơi, giải trí, ngân hàng ha. Nói chung là đầy đủ hết rồi quý anh chị ơi. Căn nhà này thì Lộc thấy với một mức giá chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi thì rất là hiếm luôn. Mà đặc biệt là nó có một cái khoảng sân hông rất là thích để cho chúng ta để những cái vật dụng linh tinh, đậu xe hoặc là trồng cây cũng rất là phù hợp. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá nha. Anh chị ơi, vừa rồi thì anh chị cũng đã tham quan hết từng ngóc ngách căn nhà của chúng ta rồi, quý anh chị thấy như thế nào ạ? Chứ riêng Lộc thì thấy căn nhà này phù hợp cho một gia đình có hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Và Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết một lần nữa cho quý anh chị nắm rõ thông tin căn nhà này ha. Cái diện tích căn nhà của chúng ta là ngang 4,5 m, sâu vào là 9 m, được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, nằm trong cái hướng hướng tây, hướng chánh tây luôn nha quý anh chị. Rất là phù hợp cho những quý anh chị nào đang tìm nhà nằm trong hướng tây tứ trạch thì căn nhà này rất là hợp lý ha. Và cái mức giá tổng như thế nào thì Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị gặp trực tiếp chú Nhẫn để chú Nhẫn báo giá cho quý anh chị ha. Thì vừa rồi con cũng đã quay hết căn nhà này cho quý khán giả xem rồi, thì chú Nhẫn muốn bán căn nhà này là bao nhiêu chú? Chú nói chung là nhà này cũng thoáng mát, rộng, ở cũng an toàn, thì chú tính bán là 1,4 tỷ 50 triệu. Dạ. Dạ. Cái giá là chú Nhẫn đang rao bán là 1,4 tỷ 50 triệu nha quý anh chị. Cho hỏi là cái giá này còn thương lượng không chú? Dạ, cũng còn thương lượng chút đỉnh cho Lộc. Dạ. Dạ. Đó, thì những quý anh chị nào đang cần tìm nhà giá rẻ thì cái căn nhà này Lộc thấy là vừa rộng, vừa thoáng, vừa mát nữa quý anh chị. Nên quý anh chị nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn với số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để đi tham quan căn nhà này thực tế nha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn và chú Nhẫn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.